cái thằng giàu là thằng chích trước. Tôi nói cho quý vị nghe, cái thằng có tiền là thằng chích trước, cái thằng nghèo á là nó ở ngoài đường rồi. Cái con nít của nhà nghèo á ở trên miền núi á, quý vị thấy không, mẹ mới đẻ ra chừng tuổi giục mẹ nó bò bò dưới nhà sàn, nó chơi với con nện ok hết á. À, cái bắp á giục dưới đất vậy đó, dính đất dính cát, cầm lên phủi phủi gì nó cạp rồi sao không nằm vô tư vậy đó. Có khi nhiều khi trần truồng nằm giữa dưới cái nhà sàn ngủ mẹ nó luôn cũng sao hết á, nó ôm con heo ngủ tỉnh queo à, còn không buồn buồn nó ẵm chó, mặt nó thì bên này cục sình, bên này cục sôi, đó không lỗ mũi dính cục cơm. Mấy đứa đó nó mạnh tại vì sao, nó quen với lại nó quen cái sức miễn nhiễm của tụi nó cao rồi, biết không? Thấy không, ăn ở bên này 2-3 cọng mì gói còn dính đây nè, bên này cục sôi mẹ, trên này cục sình, thấy không, ở dưới này là mẹ cái lá gì đó, nó quen rồi. Cái độ miễn nhiễm nó cao rồi. Bây giờ con nhà giàu mới đẻ ra, trời ơi con, hồi con dễ thương quá, cục cưng quá, má mới mua order cậu Tám mày gửi từ bên Mỹ về 4 hộp sữa, thấy không, mỗi ngày trời con em đẻ ra là xài đồ Mỹ không à. Đúng rồi, mẹ từ cái lúc ở trong nhà thì còn giữ được, lúc đầu thì còn ngon, thì cái độ cái nó quen cái môi trường đó. Bây giờ lớn chút xíu mày ra ngoài đường hở chút xíu sợ, thấy không, hở xíu sợ, mấy thằng đó nó yếu lắm, nó sống với cái môi trường nhiễm độc không được. Bây giờ mày chỉ có lớn lên mày đi nước ngoài mày học mày ở bển luôn mày thôi, mày còn ở đó bởi vì mấy thằng đó chết trước 20-30 tuổi tướng giống như gà mái vậy đó, biết không, đâu có miễn nhiễm đâu có mẹ gì cơ. Còn con nhà nghèo mẹ lăn lóc 3-4 tuổi cởi chuồng tắm mưa chạy đụng ngồi dưới đất bắn bi đâu sao đâu, mấy thằng đó nó quen rồi, nó có mẹ sương gió nắng mưa. Còn mấy thằng kia ở trong nhà thì máy lạnh mát đít, đúng không, nắng không ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương đó. Cái đề kháng mấy thằng kia nó tốt hơn mấy thằng cù lăng cù lóc, bởi vì dân lao động. Quý vị thấy mấy ông nông dân không, mẹ ăn có 2 con khô với lại chén cơm, uống ly nước trà ra cuốc phạp 70-80 tuổi ốm tông ốm teo chứ sống dai ghê lắm. Còn mấy ông nhà giàu nào là cao máu cao mỡ ở trong máy lạnh, mẹ da dẻ thì hồng hào nhìn ngon lắm, thằng nào cũng bị thận bị gan, cao máu cao mỡ, đường huyết tuột, huyết áp thấp, huyết áp cao, đủ trò hết trơn. Mẹ uống nhân sâm bào ngư di cá omega 3 sữa Ensure sữa gì. Còn mấy ông nông dân uống nước cơm, uống nước cơm, uống nước trà, uống ngũ đế, uống 73 bia bốc, bia Linh Cơn, bia Trương Dương, bia Sài Gòn, tới Tết thì có đựng thùng Ken uống 73 chơi cho cũng tới. Mấy ông nhà giàu nào là Hennessy rượu nhân sâm, phải không, nào là càng long đại bổ thận đồ ngâm sâm nhung, mẹ quen đó chết ngắt, mấy đó chết sớm lắm, đi đâu cũng mẹ bệnh